voice of wrath, tears, looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Quay trở lại với kênh JK Audio và tất cả mọi thông tin mua sắm về các cấu hình combo karaoke gia đình giá rẻ bình dân hoặc các mẫu loa siêu trầm hoặc các dòng vang số chỉnh cơ hay là những các thiết bị về âm thanh số, âm thanh karaoke gia đình hiện nay, các em có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua một trong hai số hotline, đó là 0963889192 và 0965503357, hoặc có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp để lại comment trên kênh của chúng em, cũng như là đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường, Lâm, Long Biên, Hà Nội để nghe trải nghiệm trực tiếp tại showroom. Và trong video ngày hôm nay, bên JKA chúng em lên sóng lại mấy mẫu loa siêu trầm cao cấp của thương hiệu WEEWORLD, một hãng âm thanh lớn đến từ Mỹ, và hiện nay họ đã cho ra rất nhiều những cái dòng loa siêu trầm. Đối với phiên bản này là phiên bản có cái model là W2012 Plus. 2012 Plus này là cái phiên bản được nâng cấp từ cái phiên bản 2012 trước đây mà bên showroom chúng em có phân phối ra thị trường âm thanh. Với phiên bản trước đây là chạy mạch class AB và công suất chỉ được 500W thôi, nhưng đối với phiên bản này họ đã nâng cái công suất lên. Kết cấu khung xương của con bát sẽ chắc khỏe hơn này, là xương đúc này. Và cái công nghệ màng polyplat trên cái phiên bản này thì nó là cái công nghệ cao nhất của năm nay. Đấy, em sẽ mở e căng nha. Cái công nghệ cao nhất của năm nay là cái màng polyplat thế hệ mới nhất hiện nay, nó sẽ có cái độ đoàn hồi tốt hơn. Nó không bị cái hiện tượng bùng nhùng và không có hiện tượng bị vả âm gây ra tiếng phạch, tiếng phè khi người ta mở với công suất ngưỡng trên trung bình. Đó. Khung xương chắc thì nó sẽ giữ được rất là chắc về cái độ phập phồng của con bát, nên là sẽ gạt đi hoàn toàn cái hiện tượng như là bị phè, bị tè tiếng hay bị méo tiếng, cái gọi là hài âm kém chất lượng đấy. Với cái thiết kế nó vẫn giữ nguyên cái form dáng chuẩn của nó, với phong cách và màu sắc thì nó vẫn giữ nguyên hai màu sắc, đó là màu black và màu đỏ vân gỗ và một màu black nữa, thì hai màu đều là màu sang trọng đẹp, dễ phối ghép với các dòng cũng như là các không gian và đồ nội thất, đặc biệt là các dàn âm thanh chúng ta đang sẵn có. Đây là mặt đằng sau của sản phẩm thì các em có thể nhìn thấy cái lỗ thông hơi dạng dẹp chạy từ trái qua phải, từ phải qua trái, để đây là lỗ thông hơi đằng sau nhé. Khi các anh em lưu ý để kê ở cái không gian tường, các anh em lưu ý để cho em khoảng 25-30 phân để nó có cái cộng hưởng âm tốt. Và cái con này nó sẽ sử dụng cái công nghệ mạch class D và chạy nguồn xuyến. Trên cái công nghệ con này thì nó sẽ có đầu tiên này, đấy. Model là 2012 Plus này, với cái công suất họ đã ghi sẵn ở đây, công suất max lên được 700, từ 250W cho đến 700W và chạy điện 220, nên các anh em dễ yên tâm sử dụng, không cần phải lo ngại cặp nhầm điện nó bị cháy. Hiện tại phiên bản này nó cắt tần số xuống đến 20Hz, thì nó xuống rất sâu và các em có thể kết hợp nghe những bản nhạc vàng cao cấp được. Ghép vào dàn karaoke, hát karaoke và nghe nhạc đều sẽ thể hiện rất là tốt. Tất cả các chi tiết làm hoàn thiện rất là nét. Phiên bản này là phiên bản có thể lỗi đổi một, có nghĩa là lỗi một đổi một trong vòng 1 năm của hãng, và bước sang năm thứ 2 thì bên showroom chúng em sẽ hỗ trợ các anh em về cái lỗi. Thường thì
cái con này thường những sản phẩm này khi đã ra thị trường là qua cái quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt, cũng như khi về bên showroom chúng em đã có cái quy trình kiểm tra rồi. Trên con này thì nó sẽ tiếp nhận đúng một duy nhất một đường tín hiệu vào, đó là line in hoa sen. Line in hoa sen này thì nó tiếp nhận đúng một đường tín hiệu này vào, và con này có chế độ auto nhận tín hiệu, có nghĩa là khi chúng ta cắm dây có tín hiệu thì nó sẽ lên đèn xanh và chúng ta nhích nhạc lên nó sẽ bắt đầu là tiếp nhận tín hiệu và hoạt động con súp. Và khi ngắt tín hiệu thì trên TV thì nó sẽ chuyển sang chế độ màu đỏ là chế độ chờ đèn báo. Ở đây thì nó sẽ giúp các anh em tiết kiệm được điện năng này. Thứ nhất là tiết kiệm điện năng, thứ hai nữa là chúng ta có hạn chế được cái hiện tượng nó sôi ra con súp đấy, sôi ù ra con súp. Con này nó có các chế độ như là đảo passing nằm rất gọn gàng ngoài bên trong, và cắt code server. Code server con này nó cắt được từ 20Hz cho đến 150, và nó có cả chế độ LFE, nghĩa là chúng ta sẽ cho được cả cái giải âm trung âm ra con súp này nữa. Khi các anh em cần tăng thêm cái giải trung âm cho cặp loa có thể khởi động cái tính năng này. Form dáng rất chuẩn, nét chi tiết thì đừng góc cạnh. Và đặc biệt là con này nó có cái chân đế nhá. Chân đế ở đây là chúng ta có thể lắp được vào, vít ốc vào, và nó có chân đế thông minh trên những cái dòng cao cấp. Thì em hiện tại em vừa mở hộp ra thì em chưa lắp chân, nhưng mà các anh em về đóng hàng, nhận hàng về thì các anh em lưu ý cho em, ở đi kèm phụ kiện sẽ có 4 chân và đủ ốc và đủ phụ kiện để các anh em lắp. Nên là khi em gửi hàng em sẽ đóng vào cái hộp bìa cắt tông 2 lớp và xốp chèn rất chắc chắn. Nên gửi hàng xa các em yên tâm, đặt hàng online thì các em hoàn toàn yên tâm qua hai số hotline chúng em sẽ gửi hàng đi. Một form dáng rất chuẩn. Em kết nhất, thật sự em thấy con này nó được nâng cấp lên về cái con cấu hình bát. Con này rất là khủng, với công suất lên 700W, đánh rất gọn và không có cái hiện tượng phè đuôi tè, chứ không có hài âm. Nói chung là con này thì nó cái khung xương nó ghim chắc cái này, và cái độ phập phồng của nó sẽ giúp cho cái công nghệ, cộng thêm cái công nghệ màng polyvalve cao cấp này thì sẽ ổn định hơn về tiếng bát. Nó không còn cái hiện tượng bùng nhùng nữa, nó đánh rất dứt, gọn gàng. Màu gỗ gõ đỏ, và em còn một màu black nữa. Hai phiên bản đều là màu dễ phối ghép với đồ nội thất chúng ta. Và sau đây thì em sẽ xin phép được đưa em nó vào để test nhé. Cái cách sử dụng thì em cũng có hướng dẫn rất nhiều rồi, vì các anh em có thể tham khảo những video trên kênh của em về cách hướng dẫn sử dụng loa trầm. Đây là con bát mặt, và nó là bát mặt, bát điều hướng. Cái tấm e căng của nó thì đây, tấm e căng của nó là bằng khung xương gỗ, và bên trong đây là cái lớp lụa, vải lụa đan bằng cước nên độ bền rất cao. Ở dưới là logo nhận diện của WEEWORLD. Chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta đóng đậy vào. Các bạn nhìn tổng thể của nó đấy ạ, rất đẹp và sang trọng. Và sau đây thì em sẽ đi vào.